Nè, bốn Wow. thứ luôn. Đà Lạt, Ở trên thì lủng lẳng dưa mấy trái bầu leo, ha. Đây. đậu que và Thành cà chua các bạn. thành Đó. quả của bữa hôm nay ha. Nè, rổ ha. Cái miếng miếng về chưa đủ ăn. Nhiều quá coi chứ ăn không hết. Hái tươi nhà đi vô ăn liền rất là ngon ha. Đặc biệt là được mấy cây xà lách tươi ngon nè các bạn. Vô trộn xà lách cho tụi nhỏ nó ăn. Tụi nhỏ nhà mình nó thích ăn xà lách mà trộn ấy lắm. Wow. Hello bà xã. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình ra vườn để thu hoạch một mớ xà lách với lại cà chua. Mà đi ngang đây nè, cái chậu dâu tây của mình. Coi nè. Wow, thấy có ngon không các bạn? Cứ 1 2 ngày á, dâu tây mình nó chín ha. Cái này chắc ngày mai là hái được rồi. Chắc sắp thu hoạch dâu tây nữa đây nè các bạn ơi. À, mà anh thấy cái này nó to hơn hả em? Nó to hơn nè. Đặc Đó. biệt là mấy em đó cứ thích kêu mình phải thu hoạch dâu tây ha, để ít bữa cái này chín mình thu hoạch nha. À, cái này chắc là anh nghĩ hôm qua anh tưới phân cá nay nó bự Đầu nhanh dữ vậy, tại vậy hôm nay đó. có thể mình tỉa cái lá cho nên nó lớn vậy đó các À, bạn. phân cá thần kỳ của anh mà. Thì bên đây nó cũng có nữa nè, nhưng mà nó hơi bị còn xanh chưa có chín ha. Ok, thôi giờ mình đi thu hoạch cái gì trước đây? Thì em tính là thu hoạch xà lách với lại cà chua ở đây trước và dưa leo đằng kia. Wow, có ăn trái bự Nó em. đã chín nè, anh ăn không? Ăn luôn đi, à, Khá chín là chưa? chín rồi đó. Wow, chín rồi. Cũng chưa chín dữ nhưng mà ăn được rồi. Tươi lắm á. Wow. Nè, đây có trái chín đỏ nhỏ xíu à, nhưng mà ngọt lắm nghe. Đây, ăn đây, cụm Cụm. nè. Ngọt Còn cái cùi. ngay à. Thơm. Thơm phức à. Đặc biệt cái dâu này có mùi thơm thích lắm. Ok, mình đi vô mình hái cà chua trước ha. Thì em đi ngã này nha. Anh đi ngã nào? À, ngã kia anh không được rồi, tại vì anh rào nó lại rồi. Đây có hai trái bầu rồi các bạn. Cái bầu ngắn nhưng mà được cái da nó bóng lưỡng à, đẹp dễ sợ không? Wow, cái này da giống da mặt của anh ha. Được vậy. Wow, cái này xanh các bạn. Cái này là lần đầu tiên mình trồng ha. Cái này nó ngắn lắm các bạn, nhưng mà cái dây của nó bò không có xa, có chút xíu à, nhưng mà nụ quá trời nhiều luôn. Mà hôm nay em thấy nó lên chậm, hôm nay nó lên tới đây nó mới bắt đầu vượt nè em. Nhưng mà em nghĩ nó cũng không có bò mạnh như giống như bầu kia ha. Ok, thôi mình vô mình thu hoạch đi. Em chui vô đó. Wow, ở đây thì mình mới trồng cái bắp cải thảo lại nè các bạn. Bữa nay thì mình trồng hơi đặc biệt một chút, mình trải ni lông lên ha. Tại vì cái cải thảo này á mình trồng bị mấy con gì nó ăn hoài à. Cho nên lần này mình phủ nó cái lớp này lên, hy vọng là nó không có bò lên nó ăn ha. Để coi mai mốt nó phát triển như thế nào. Anh ơi, mấy đậu que của mình trái quá trời nữa rồi, phải thái luôn á. Thấy không các bạn, đi vô đây là hai cái này hai cái kia nó có liên miên à. Mình cũng không có tính là đi hái đậu que, nhưng mà vô đây thấy nó cả đống rồi nè các bạn, cho nên thôi chắc Wow, hái luôn. cái này nay nó cũng lên quá trời cao vậy, Coi tại mình không hái cái nào nó vượt à. hổm nay mình cứ hái từ cây mình ăn các bạn, thì mình đã hái hết ba cây rồi. Còn lại có bốn cây thôi. Em hái mà em không có quay phim hả? Không, em hái, em cần em ra em hái đó. Wow, cà chua kìa. Rồi coi kìa các bạn, kìa đây nó nè. Để anh coi mình trước khi mình hái. Đây các bạn, ở đây mình mới trồng cái gì quên rồi ta, Cải ta sậy. cái tài sảy. Ở đây thì Xà lách. xà lách, nó kêu là xà lách giòn không, lách tài sấy không. Mới cắt ba cái cây xà Nó lách. lên lên Bây đây giờ thấy có bông rồi. đến là các bạn, đây là cũng cái cauliflower không, Là cái bông cải trắng đó các bông cải bạn, hướng trắng. bên kia. Nhưng mà hôm nay nó eo uột lắm, thì hôm nay mình tỉa mấy cái cây cây cà rốt đó, thì nay nó đã có bông rồi, Wow, cà chua này em. chín rồi. Wow. Ở đây một chùm nữa nè, Cái loại bên đây thì nó to bự à, hơn. không? Ở đây nữa nè. Nhưng mà cái thích ăn loại này lắm. Nó đông em. Thì chỉ có hai chỗ thôi, trong đây thì chưa có trái nào hết các bạn. Rất là Coi nè, nhiều. coi một chùm mà nó chưa Rất chín. là nhiều trái luôn không nè. Coi nè, cái loại này mới mốt hái đã luôn á các bạn. Hy vọng nó chín nguyên đùm vậy nó hái mới đã. Rồi mình hái gì trước đây? Thôi thì em hái đậu que trước. Nè, mấy cái măng tây hôm nay nó lên, anh thấy không vậy? Ba cây đó. Đây là các bạn, cái bông măng tây này mình trồng từ rễ không? Ở đó cây, ở trong kia cây nữa là ba cây. Coi chừng đạp mấy cái xà lách của anh trồng đó không? Rồi. Em đạp đây kìa. Đây các bạn. Xà lách mình mới trồng nè, coi bà xã mình dẫm lên nè.
ảnh cứ trồng tùm lum mình không có thấy, mình cứ đạp. Các bạn thấy không, ở đây mình thu hoạch cái gì xong cái mình sẽ trồng cái khác liền ha. Cho nên như vậy đó, cho nên hai vợ chồng mình cứ một ngày hai ngày là ra thu hoạch liền liền. Nói chung là mỗi tuần đều có thu hoạch, không có cái này có cái khác các bạn. Cái đậu que này hôm nay mình hái biết nhiều nói. Mai mốt mình kiếm mình trồng đi. Nhưng mà năm sau anh sẽ tìm cách ra trồng sao mé ngoài nè. Làm cho nó cao lên. Da với anh trồng nó gần gần nhau mà nó chín thành một cục á, dễ hái. Còn cái này nó khó hái quá. Khó hái ở trong đây, nó khó hái. Mình khi mình trồng cái gì ở đây cái mình đi vô rất là cực luôn ha. Năm sang năm em rút kinh nghiệm là đừng có trồng sát đây. Mình trồng ở ngoài giữa sân luôn kìa. Vậy cái mà tại vì cái này mình hái nhiều hoài cái nó đi ra đi vô các bạn đạp mấy cái rau rồi cũng cực khổ chứ. Nó choáng chỗ quá. Cái này hình như nó, lá này nó lên nhiều ha. Tại vì hôm nay trời nóng nè, thật ra nó tốt á. Chứ là chắc tại hôm qua anh tưới phân cá nữa qua. Mới tưới phân cá hôm qua. Với là tại vì anh thu hoạch ba cái gì qua rồi. Phai tây. Cho nên nó có chỗ để nó phát triển đó các bạn, mà nó che lại thành ra không có cái gốc, nó không có thấy mặt trời, cũng không có nước luôn á. Chắc tại vì nó không có đối thủ tranh giành ăn thức ăn của nó nữa nhỉ. Chắc vậy. Ở đằng sau còn không? Để em coi rồi còn không. Thì hôm nay thì cũng không nhiều lắm. Ok, mình làm nhanh đi ha. Ở đây nữa nè anh à. Ở dưới á. Ở bên kia nữa kìa. Nói chung là cái đậu que này hái dễ bị sót lắm. Tại vì nó màu xanh rồi nó nằm xuôi xuống đó. Mà nó mau lớn, nó như mấy trái nhỏ nhỏ như nè. Chừng bữa, hai bữa sau nó lớn lên nè. Bởi vậy em hái đại hay hết mấy trái. Như đây là các bạn chỉ có mấy dây đó. Nhưng mà ở bên kia hình như là nó muốn hôm bữa nó bị chết dây rồi. Ai chơi ngắt luôn cái cọng của nó luôn, chắc anh quá. Không phải đâu, chắc chuột á. Ở đây anh thấy có con chuột như con bự như cái con thỏ vậy đó. Nó chạy, nó thấy anh nó chạy vô. Anh rượt theo mà nó không kịp. Em qua bên kia hái cà chua. Hái cái này thì trời ơi coi nè, sao mà đỡ nó lên vậy đây nè. Cho nó ngã qua mấy anh kia luôn cũng được không? Nó gãy á, nó cong luôn rồi, nó muốn gãy luôn rồi. Nè, để em hái cái này cái đã. Rồi. Cái này là lần thứ hai không? Cũng như là mới thôi, cũng không có nhiều. Hồi nãy anh cũng hái anh trái rồi. Anh tưởng đâu có anh trái, anh nhìn ra đây giờ nó nhiều thêm nữa. Nè. Chín không? Chín mọng luôn nè các bạn. Cái này ăn sống cũng ngon lắm. Cái này loại lớn hơn cái dâu trái cà cherry ha. Còn cái này thì lớn hơn nữa nè. Mình trồng hai loại giống nhau, cái loại này thì dài hơn nhưng mà sao thành cái này bự. Cái này nhỏ hay là tại mình nó không tốt mà nhiều trái quá thì nó không có đủ sức đó các bạn. Thấy thương không? Xong chưa? Ê em! Ôi! Rồi! Không có thấy đường. Thôi để mình qua. Đây, cà chua lủng lẳng, em có thể bực con nó qua mấy bên kia luôn được không? Em không có được, cái này em phải đỡ nó lên nè. Thôi em để nó xuống trở lại. Để đi. Nó nặng quá. Cái này em cắt cái đọt nó là nó không có lên nữa đâu. Đúng rồi, tại để cho nó lớn lên nó thôi. Nó bự quá đó các bạn, thành ra nó chóm những cái cây cải của mình. Mình đây, cắt cái đọt nó. Wow, cắt mấy cái đọt này. Ok, giờ mình đi thu hoạch gì tiếp ai? Xà lách này luôn. Đây các bạn. Hoàng để đây đó. Này còn 4 cây. Chỗ đứng. Còn 4 cây ha. Bây giờ thì mình thu hoạch 4 cái cây xà lách này. Xà lách này cái loại giòn đó các bạn, để mình trộn xà lách đó. Cái này nó cao nhỉ nhưng mà rất là non các bạn. Cái này vô mà mình rửa sạch hơn, mình làm khô lại cái mình bỏ sốt vô, mình cắt khúc á, mình ăn cái sốt xà lách vô không? Tây thì ở tiệm Tây thì nó bán trộn xà lách cái loại này nè các bạn. Cỡ này là vừa ăn nhất. Ok, đưa lên coi. Cái lớn rồi. Wow, anh đứng và nó cái chân nó rung rung tại vì đứng trên cái cầu khỉ. Ai kêu cái này mà đứng và không dẫn các bạn, không dẫn là ngã. Đây, cái này thì nó hơi bị cao rồi các bạn, nhưng mà cũng còn non lắm ha. Quá trời nó cao. Nhìn đẹp không? Đây các bạn thì đây là cải salad không? Còn ở đây thì mấy cái cải tí hon không? Thì bữa hổm mình trồng cái cải tí hon ở trong nhà kính mà nó không có thu hoạch không có được như ý. Thì nay ông xã mình trồng ở ngoài thì coi nó như thế nào. Mà chỗ này có đường đi vô cho nên dẫm nó dẻ đất luôn rồi. Dẫm quá, không có chỗ đi. Mà mốt em nghĩ là mình đóng lên đóng cái cây qua đó luôn cho nó dễ đi. Còn miếng thì mình trồng cái gì ta? Cauliflower đi. Ê, cái broccoli đi. Cái cải gì qua này? Bông cải xanh. Bông cải xanh á.
trồng cải xanh với cải trắng mình trồng đằng kia, không biết nó dư thì mình lại đây mình trồng không? Dạ được 4 cây. Hên quá còn có 4 cây chứ nhiều quá ăn đâu có hết các bạn. Ăn từ từ vậy đó. Rồi đi ra. Wow. 4 cây đầy rổ. Ok em ra trước đây làm coi chừng đạp mấy cái cây của anh hết. Rồi bây giờ mình đi thu hoạch cái gì đây? Dưa leo, có mấy trái dưa leo rồi nè, mình thấy nó bự rồi các bạn, thì giờ mình thu hoạch luôn. Ok. Và bữa nay mình thu hoạch dưa leo sướng lắm, tại vì mình đã thu hoạch ba cái cần tàu hết rồi. Cần tàu chứ. Cho nên nó còn rất là nhiều chỗ để mình leo vô. Còn mấy cái nấm này, nấm đông nhi gì nè, hai thu hoạch không? Thôi, ăn cái đó chết queo á. Này nó lên cũng đẹp quá ha, tốt quá ha. Trái dưa leo này, trái này cỡ như thế này là rất là vừa ăn rồi nè. Wow, con cây trái trên nó có dài không? Trái này rất là vừa ăn rồi nè. Đây, quá là dài luôn các bạn. Cái loại này loại English cucumber rất là dài không? Dạ, cỡ này là vừa ăn, ngoài chợ nó bán cỡ này các bạn. Cái này các bạn ở ngoài chợ nó bán, nó bao bịch ni lông lại ha. Rất là lâu hư anh. Rất là lâu hư, hái luôn cái đó luôn không? Hái luôn. Cái này loại cục mà ha. Không, cũng giống á. Nhưng mà cái này nó hơi ngắn hơn. Cái này loại cục. Cục, loại cục. Hôm nay mình mới hái mấy hai trái hả, ba trái dài à? Dạ, hôm nay dài thì nó không có nhiều. Nhưng mà cái ngắn nó nhiều lắm. Trong đó có không? Này có một trái, nó chỉ đẹp. Hái luôn đi. Đều không? Rồi, con đây rồi nè. Em thấy trái cao trên kia. Đó có một trái dài nữa nè, mà nó nhỏ không? Trái dài nhỏ thì em để lại. Này các bạn, mới hái là hôm bữa mình hái mình làm dưa ngâm nước tương đó. Mà hôm nay nó như thế này nữa rồi. Hái luôn, còn ở bên đây có không đây? Em bước qua đây luôn đi, chỗ này cũng trống rồi, bữa anh nhổ mấy cái này hết rồi. Thấy không? Dưa leo này nó trốn dữ lắm. Wow, đây nè, đây này, hái được. Nè, dưa leo này nó trốn kỹ lắm, cho nên mình hái mình phải dạch nó, không thôi làm bị sót rồi bị trên già. Luôn, dạch ở trên luôn. Kỳ này ít ha. Thì hôm nay mình cũng hái rất là nhiều luôn á các bạn, ở trên cao của em. Hết lần phải không? Dạ, mấy cái nhỏ nhỏ thôi. Ok, cái này chắc cũng khoảng chắc một tuần nữa mới có thu hoạch. Dạ, khoảng tuần sau thì mới có, tại cũng còn nhỏ nhỏ nữa mà lần sau chắc em nghĩ cũng không có nhiều. Lần tới nữa. Wow, được rồi, được một rổ nữa chứ bộ. Rất là tươi ngon ha. Ok, mình để nó đi, rồi mình thu hoạch gì nữa đây? Xong bữa nay rồi. Hôm nay, bây giờ thì được 3 thứ không? Wow. Dạ, 4 thứ luôn, xà lách. Ở trên thì lủng lẳng mấy trái bầu không? Đây. Đậu que và cà chua các bạn. Thành quả của bữa hôm nay không? Nè, rổ ha. Cái miếng về chứ đủ ăn. Nhiều quá coi chứ ăn không hết. Hái tươi nhà đi vô ăn liền rất là ngon ha. Dạ, đặc biệt là được mấy cây xà lách tươi ngon nè các bạn. Vô trộn xà lách cho tụi nhỏ nó ăn. Tụi nhỏ nhà mình nó thích ăn xà lách mà trộn ấy lắm. Wow. Tươi quá. Cái này nào mà có cá mà nấu ngót ăn cũng ngon ha. Dạ thì cà chua nào, mình nấu ngót hay là mình nấu bún riêu. Rồi thèm bún riêu rồi. Thôi rồi ăn quá. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào. Bye bye các bạn. Bye.